Drodzy bracia i siostry, Kościół Święty, Matka Nasza ma doskonałą pamięć i dlatego nie zapomina o tych, którzy byli świadkami Jezusa Chrystusa, którzy szli Jego drogą, Jego śladem i którzy oddali życie tak jak On, umierając jako męczennicy. Thưa ông bà anh chị em, giáo hội chúng ta là một người mẹ hiền, một người mẹ luôn biết yêu thương và nhớ đến những người con cái của mình, những người đã hy sinh cho tình yêu của Đức Giêsu Kitô. Và chính hôm nay, người mẹ đó, chúng ta thăm thánh lễ này, chúng ta đến nhớ đến những con người đã hy sinh cho tình yêu của Đức Giêsu Kitô. Dzisiaj wspominamy z wdzięcznością i z podziwem 117 męczenników wietnamskich, którzy byli najpierw beatyfikowani w kolejnych wiekach i w kolejnych grupach. Hôm nay chúng ta cùng với giáo hội chúng ta tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn Ngài và chúc tụng Thiên Chúa về những người đã hy sinh về tình yêu của Đức Kitô, đặc biệt là các thánh từ đạo Việt Nam. Đó là 117 vị thánh từ đạo Việt Nam. Đầu tiên là một trong những người nhỏ lẻ, nhưng sau đó trở thành những nhóm người lớn đã hy sinh cho tình yêu Thiên Chúa. Pierwszą grupę 64 męczenników beatyfikował w roku 1900 papież Leon XIII. Cái nhóm đầu tiên là 64 người và được Đức Giáo Hoàng Leo 16 phong thành. Drugą ośmiu ten sam papież w roku 1906. Nhóm thứ hai 8 người được phong thánh vào năm 1986. Trzecią grupę 20 męczenników w 1909 do chwały ołtarzy wyniósł święty papież Pius X. Nhóm thứ ba được phong thánh do Đức Giáo Hoàng Paulo phong thánh. I czwartą grupę 25 beatyfikował papież Pius XII w 1951 roku. Nhóm thứ tư là gồm có 25 người được phong thánh vào năm 1951. I wreszcie święty papież Jan Paweł II 19 czerwca 1988 roku kanonizował wszystkich 117 męczenników wietnamskich. Tức là thánh sau đó là Đức Giáo Hoàng Phaolô II một năm 1981 ngài đã phong thánh cho 117 vị thánh từ đạo Việt Nam. A więc widzimy, że Kościół ma dobrą pamięć i nie zapomina tych, którzy nas poprzedzili na drodze życia i na drodze do Królestwa Niebieskiego. Giáo hội luôn luôn nhớ đến những con cái ở dưới đất này và những người đã ra đi khỏi đời này gọi là về với Thiên Chúa. Giáo hội luôn luôn là người nhớ để mà tạ ơn Thiên Chúa. Początki ewangelizacji Wietnamu zaczęły się w wieku XVI. Đầu tiên cái tin mừng đến với Việt Nam là vào thế kỷ 16. Wasz kraj był wtedy podzielony na trzy państwa. Lúc đó là các đất nước của các bạn đã chia ra hai đất nước. Na północy Tonkin. Về phía bắc, v centrum Annam, trung tâm là tên là Annam, i na południu Kokin Kin, và bắc Nam Kỳ là ở phía nam. Nie wiem czy te prowincje jeszcze istnieją dzisiaj. Cũng không biết rằng là khi đấy thì có cái cha để tên tình dòng đã sinh chưa? Tam przybyli pierwsi misjonarze
ze zgromadzenia z zakonu jezuitów i dominikanów, a potem księża z misji zagranicznych z Paryża. A đầu tiên người sang Việt Nam để truyền giáo đó là dòng tên và sau đó là dòng của Đa Minh, dòng Đa Minh. Sau đó là các cha truyền giáo từ Paris tới Việt Nam để truyền giáo. Najpierw przyjęci życzliwie, a potem byli okrutnie prześladowani. Đầu tiên thì họ chấp nhận, các nhà truyền giáo được chấp nhận một cách niềm nở. Sau đó họ là những người bị áp bức. Oblicza się, że na terytorium ówczesnego Wietnamu zginęło około 130 tysięcy ofiar właśnie chrześcijan wiernych Chrystusowi. Chết độ khoảng là trên 100 người, 100.000 người chết vì sự bắt hại đạo. I teraz ważna informacja, kim byli ci męczennicy? Thông tin cho chúng ta, những người từ đạo, họ là ai? 8 z nich to byli biskupi. 8 người là đức cha. 50 byli kapłanami. 50 người là các linh mục, giám mục, linh mục. Ale w tym 37 kapłanów wietnamskich. 60 người là linh mục Việt Nam. Pozostali 58 osób to byli wierni świeccy. Còn lại 50 người là những người dân bình thường, gọi là các tín hữu. Jednym z kapłanów był właśnie Andrzej Dunklak. Một người linh mục mà chúng ta biết đó là cha Andrzej Dunklak. Ścięty 21 grudnia 1839 roku. Ngài đã chết vào năm 1831. To są ważne informacje, które jeszcze raz potwierdzają, że o nich nie zapominamy. To là tất cả những thông tin nhấn mạnh cho chúng ta đừng quên những cái sự kiện xảy ra như đó. Oczywiście znamy ich wszystkich nazwiska, ale nie sposób wyliczyć dzisiaj wszystkich 117. Tất nhiên là tất cả, nhưng mà hôm nay nhiều hơn, nhưng mà chúng ta hôm nay chỉ mừng lễ 117 vị Việt tử đạo. Prześladowania chrześcijan trwają cały czas na całym świecie. Bắt hại về đạo không ngừng mà luôn luôn xảy ra trên trái đất này, gọi là trên toàn trái đất. Gdy byłem jeszcze misjonarzem w Afryce, przyjechałem do Warszawy na beatyfikację 104 męczenników z czasów II wojny światowej w Polsce. Khi mà cha đi truyền giáo ở châu Phi, ngài cũng đã tham dự một cái lễ phong thánh của các thánh tử đạo chết vào vào cái trận đại chiến thứ hai ở trên đất nước Ba Lan. Mszy świętej przewodniczył święty Jan Paweł II na placu dzisiaj Piłsudskiego, dawniej placu Zwycięstwa. Cái thánh lễ hôm đó là đức cha thánh Gioan Phaolô II, người là chủ trì về thánh lễ. I oni poszli śladem właśnie męczenników wietnamskich. Và họ cũng nói về là các vị tử đạo của người Việt Nam. Zginęli albo rozstrzelani, albo zagłodzeni, zakatowani w obozach koncentracyjnych. Có thể là chết bị chém, chết bị bắn, cũng có thể là bị hành hạ trong tù, cách này cách khác cho đến chết. Kościół jako żywy organizm żyje na krwi, wzrasta na krwi męczenników. Giáo hội sống bằng máu của các thánh tử đạo. I tak było zawsze. Và đó là điều luôn luôn. Dlatego w czasie Eucharystii pijemy krew Jezusa Chrystusa. Chính vì vậy mà trong thánh lễ chúng ta uống máu Jesus Kitô, którą wylał za nas. Người đã đổ máu ra vì chúng ta. I dzięki tym męczennikom Kościół w Wietnamie wzrasta.
Chính vì điều đó mà và những cái sự hy sinh của các thánh tử đạo mà giáo hội Việt Nam lớn mạnh và phát triển. Gdy po ludobójstwie w Rwandzie święty ojciec Jan Paweł II mnie wysłał tam jako wizytatora apostolskiego, pracowałem z drugim kapłanem, który był chargé d'affaires i który się nazywał Pierre Nguyen Van Tott. Là chính vì vậy mà Đức Giáo Hoàng đã có một lần làm việc với lại Đức Hồng Y, thời kỳ của Ngài là Đức Cha Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Và Đức Cha là cũng đã có cơ hội để làm việc với lại Đức Cha Nguyễn Văn Thuận. To Nguyễn Văn Thuận właśnie mi przybliżył Vietnam i Vietnamczyków. Đức Cha Nguyễn Văn Thuận đã làm cho người Việt Nam và người Việt Nam trở lại với nhau hơn. I z nim jadłem sajgonki. A từ sajgonki ăn cha Nguyễn Văn Thuận đã làm sajgonki cho các cha. Là sajgonki các con biết rồi, nem làm nem. Opowiadał mi, że gdy była wojna w Wietnamie i komuniści zajmowali Saigon, to on został na zachodzie, dlatego że był na studiach. Khi mà cái ở ngài đứng ở Đức nhà Hồng Y Nguyễn Văn Thuận có kể lại cho ngài là khi mà Việt Nam các cái cộng sản đi vào thời kỳ mà chiến tranh cộng sản thì ngài wtedy studiowałem francuski w Paryżu i byli tam księża z Wietnamu, którzy strasznie przeżywali ten wielki dramat. Thời kỳ của Đức cha Nguyễn Văn Thuận học ở bên Pháp á, thì có những cái cha ở Việt Nam đã bị cộng sản hành hạ vì đạo. Pierre Nguyễn Văn Thuận dopiero wiele wiele lat później mógł pojechać do Vietnamu, gdzie jego brat był proboszczem. Sau khi mà ngài học xong thì ngài về thì ngài có một em trai là làm cha xứ ở Sài Gòn. I przywiózł stamtąd zdjęcia z życia parafii. Rồi cái người em đó gửi cho ngài những cái hình ảnh từ cái giáo xứ của người em đó cho Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Były to zdjęcia z pierwszej komunii świętej. Đó là cái hình ảnh là các trẻ em đầu tiên nhận chức tổ chủ lệnh. I podziwiałem piękno tego kraju i piękno ludzi, którzy w nim mieszkają. Chính vì vậy mà gửi cho Đức Giám mục ở đây thì ngài nhìn những cái bức ảnh của các em chứng tội chủ lệ lần đầu, ngài cảm thấy ngạc nhiên với một đất nước mà đất nước như chúng ta. Dzieci przystępujące do komunii pięknie ubrane wyglądały jak aniołki. Các em đến lễ nhận bí tích xưng tội chủ lễ là mặc áo rất đẹp như các thiên thần. I nawet z tych zdjęć można było zgadnąć siłę kościoła w Wietnamie. Ngay cả hình ảnh cũng chỉ cho ngài biết được là cái sức mạnh về đức tin của giáo hội Việt Nam. Drugie takie zdziwienie, które przeżyłem, gdy pracowałem w kongregacji ewangelizacji narodów i w papieskich działach misyjnych, to była prośba, która do nas przyszła z Wietnamu. Cái điều thứ hai làm cho ngài ngạc nhiên đó là khi ngài xin đi truyền giáo thì một trong những đất nước ngài có đề cập đến Việt Nam của chúng ta. Việt Nam prosił o środki materialne, żeby wybudować seminarium duchowne dla księży. Việt Nam có xin trung tâm là xây một cái đài trùng Việt cho các cha học. Dla ilu kleryków? Pytanie. Bao nhiêu thầy để học? Dla 50, dla 100, 150. Cái đài trùng Việt đó
cho 50 thầy hay là 100 thầy hay là 150 thầy. Nie, dla 600 kleryków. Nhưng đó là 600 thầy. I słyszę, że to seminarium powstało i jest pełne. Và chính vì vậy mà hôm nay giáo hội Việt Nam đã trở thành đầy các linh mục. I znacie też nazwiska tych biskupów współczesnych, którzy przeżyli tam też wiele lat w więzieniach i są takimi świadkami Jezusa Chrystusa, z których bierzemy przykład. Các linh mục cũng như là Đức cha Nguyễn Văn Thuận, người cũng đã có nhiều linh mục đã bị giam tù để chứng minh rằng cái đức tin của Đức Giêsu Kitô. Kościół jest organizmem żywym i po każdym upadku, po każdym prześladowaniu się odbudowuje. À, giáo hội, khi mà những người bị bách hại, thì giáo hội được xây dựng trên cái nền tảng. I tak jak czytaliśmy, ci bracia machabejscy, którzy też odbudowywali świątynię jerozolimską i przywracali kult Starego Testamentu. À, cũng giống như kiểu mà người Do Thái hồi xưa họ xây cái thành Jerusalem và chính cái thành Jerusalem sẽ tiếp tục xây lên ở giáo hội. Juda Machabeusz mówił do swoich braci: oto nasi wrogowie zostali starci na proch, chodźmy oczyścić świątynię i na nowo poświęcić. À, các cái nhà thờ gọi là các cái đền thánh được được làm phép và được phát triển. I przez 8 dni to poświęcenie trwało. W tym samym czasie został on poświęcony przy śpiewie pieśni, grze na cytrach, harfach i cymbałach i cały lud się modlił. Sau niebo wysławiał tego, który im poszczęścił. Sau 8 ngày được làm phép thì mọi người dân ở đó họ cảm thấy rằng đó là một niềm vui thật sự. A Pan Jezus mówi nam dzisiaj: jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój, niech mnie naśladuje. Hôm nay tin mừng Chúa Giêsu nói với chúng ta: nếu ai muốn theo thầy thì tự bỏ mình và thập giá để theo thầy. Jesteście z dala od swojego kraju, od swojej ojczyzny. Các bạn là những người xa quê hương. Życie każdego emigranta jest ciężkie, trudne. Cuộc sống của những người di dân rất nặng nề và khó khăn. Zwłaszcza w kraju tak różnym od Wietnamu jak Polska. Đất nước của các bạn cũng có những cái khó khăn khác nhau như ở đất nước mà Ba Lan chúng tôi. I to was kosztowało ogromnie dużo wysiłku i cierpienia, by stać się tutaj obywatelami w tym kraju. Các bạn phải trả giá rất nhiều những cái khó khăn, những cái mệt nhọc ở trên đất nước xa quê hương là đất nước Ba Lan này. Ale wiedzcie, że ten kościół powszechny katolicki jest ten sam w Wietnamie i ten sam w Polsce. Nhưng các bạn biết giáo hội là giáo hội hoàn vũ, cho nên ở Việt Nam hay là ở Ba Lan thì cũng là một giáo hội. I tak jak my w Polsce wspominamy tych, którzy nas poprzedzili w czasie 1000 lat chrześcijaństwa tutaj, tak samo wy wspominacie tych, którzy was poprzedzili w Wietnamie. Cũng như ở trên đất nước Ba Lan cũng có một thời kỳ bị bắt hại đạo, thì ở Việt Nam cũng vậy, như các bạn là cũng có thời kỳ bắt hại đạo. I Pan Jezus oczekuje od nas, byśmy tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie żyjemy, stali się Jego uczniami i stali się tymi, którzy głoszą dobrą nowinę. Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho chúng ta ở đâu, bất cứ ở đâu, chúng ta hãy trở thành những người bạn, những người con, và chúng ta hãy truyền giáo cho người khác.
Największym skarbem waszego życia jest wiara i nadzieja w Bogu pokładana. I điều quan trọng là cái lương thực của chúng ta hàng ngày, cái quan trọng nhất đó là hy vọng và đức tin và hy vọng. Bóg was nigdy nie opuści. Thiên Chúa không bỏ các bạn. Jest zawsze wierny. To my się od Niego odwracamy. On jest zawsze wierny. On zawsze jest gotów nam przyjść z pomocą. Cho dù các bạn quay mặt lại với Ngài, nhưng Ngài luôn luôn chờ đợi các bạn. Waszą siłą będzie też ta wspólnota, którą tworzycie. Ja się bardzo cieszę, że możecie tu w tym kościele ofiarowanym poprzez ojców werbistów odprawiać po wietnamsku. Sức mạnh của các bạn đó là một nhóm người quy tụ lại và được sự giúp đỡ của các cha dòng ngôi lời và đó là cái sức mạnh của các bạn sống đời sống đức tin. I przed chwilą dowiedziałem się, że nawet raz w miesiącu jest msza święta po chińsku. Trước đây thì một tháng có thánh lễ cho bằng tiếng Trung Quốc. A co niedzielę tu w dolnym kościele modlą się Ukraińcy, też imigranci z rytu grekokatolickiego. Ở phía dưới cái nhà nguyện này là cái tầng hầm á, thì là nơi dâng thánh lễ hàng tuần của người Ukraine, giáo hội phương Đông. I wszyscy widzimy, że jesteśmy w tym samym jednym kościele katolickim. Tất cả chúng ta, tất cả những người chúng ta ở đây, cho dù đến từ đất nước nào, thì cũng là ở trong một giáo hội, ở trong một ngôi thánh đường. Dlatego przyjeżdżajcie tu, módlcie się, nawiązujcie relacje, kontakty z sobą i na pewno to was ogromnie wzmocni. Các bạn hãy tới đây, các bạn hãy đi tới cái nhà thờ này và các bạn hãy tạo ra một mối quan hệ với những người sở tại ở đây thì khi đó các bạn sẽ có những sức mạnh của các bạn. Dzisiaj czytamy, że do Boga Ty panujesz nad wszystkimi, w Twojej ręce spoczywa moc i siła. Ty swoją ręką wywyższasz i utwierdzasz wszystko. Hôm nay chúng ta đọc Thiên Chúa là đứng cai quản quản trị chúng ta bằng sức mạnh của người, bằng quyền năng và lòng nhân ái của người. Tę przeświętą odprawiam w waszych intencjach. Polecajcie w sercu swoim. Pan Bóg to wszystko odczyta, waszych krewnych, wasze rodziny, które są w Wietnamie, waszych rodziców, dziadków, którzy może już nie żyją. To wszystko kładziemy na ołtarzu, żeby Pan przyjął jako waszą i naszą ofiarę. Hôm nay tôi làm lễ ở đây để cầu nguyện cho các bạn. Các bạn hãy có những cái ý lễ nào ở trong thâu thẳm của con người, Thiên Chúa các bạn hãy nói lên. Và Thiên Chúa sẽ hiểu được ý định của các bạn. Và các bạn dâng ý lễ đó bằng một cách âm thầm lên bàn thờ. Và các bạn có thể dâng cho những người là anh em, những gia đình, thân thuộc, ông bà, tổ tiên của chúng ta. Rồi chúng ta hãy dâng lên bằng một cách âm thầm. Và chúng tôi ở đây, là tôi ở đây, tôi dâng tất cả những cái ý lễ của các bạn lên cho Thiên Chúa. I niech Pan Bóg wam błogosławi. Amen.